Vào 20 giờ ngày 3 tháng 12, đơn vị đặc nhiệm 707 Hàn Quốc bất ngờ nhận thông báo tình hình liên quan tới Triều Tiên rất nghiêm trọng. Họ được yêu cầu chuẩn bị đạn thật để sẵn sàng chiến đấu. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hàn Quốc nín thở vì biểu hiện lạ từ Triều Tiên, đặc nhiệm nhận lệnh tham chiến và cuộc gọi hé lộ sự thật. Đài KBS của Hàn Quốc đưa tin liên quan tới những biến động vừa diễn ra ở Hàn Quốc sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật, phía Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng hay là động thái cụ thể nào, truyền thông Triều Tiên thậm chí còn không đưa tin về vụ việc. Song đây lại là điều khiến cho Hàn Quốc rất lo lắng. Trước đó theo hãng tin CNN của Mỹ, mọi sự chú ý lúc này đang đổ dồn về Triều Tiên. Các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng có thể muốn tận dụng tình hình hỗn loạn tại Hàn Quốc để giành lợi thế. Cùng ngày, lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Lee Jae-myung đã cảnh báo nguy cơ rằng sau khi áp đặt thiết quân luật thất bại, Tổng thống Yoon có thể tìm cách áp đặt lại một lần nữa hoặc thậm chí khiêu khích Triều Tiên để đưa tình hình biên giới đến chỗ đụng độ quân sự. Tính đến 20 giờ ngày 4 tháng 12, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên Rodong Sinmun Simun và hãng thông tấn nhà nước KCNA cũng như đài truyền hình trung ương Triều Tiên KCTV đều không đả động gì tới các tin tức liên quan tới việc Tổng thống Yoon Suk yoon ban bố thiết quân luật, sau đó dỡ bỏ. Đáng lưu ý là trong tuyên bố khẩn ban bố thiết quân luật vào tối ngày 3 tháng 12, ông Jun đã đề cập trực diện tới Triều Tiên khi đặt mục tiêu xóa sổ các lực lượng thân Triều Tiên đang chống lại nhà nước Hàn Quốc. Theo logic thông thường thì Bình Nhưỡng sẽ đưa ra phản ứng. KBS lưu ý, Triều Tiên có độ trễ thời gian nhất định khi phản ứng với các tin tức về chính trị Hàn Quốc. Khi dự luật luận tội cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun bị bác bỏ vào tháng 5 năm 2024, Triều Tiên đã phản ứng trong vòng 2 ngày. Tuy nhiên, khi phán quyết luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye được đưa ra vào tháng 3 năm 2017, Bình Nhưỡng đã đưa tin nhanh hơn hẳn so với bình thường, chỉ trong khoảng 2 giờ 20 phút. Phản ứng của Bình Nhưỡng trở nên khó dự đoán hơn sau khi chủ tịch Kim Jong Un tuyên bố Hàn Quốc là quốc gia xa lạ và thù địch. Phía Triều Tiên sau đó cho nổ nhiều đoạn đường nối với Hàn Quốc vào tháng 10 năm nay. Một chuyên gia Hàn Quốc về Triều Tiên thừa nhận hiện khó có thể đưa ra dự đoán nào về phản ứng của Triều Tiên đối với tình hình ở Hàn Quốc. Đồng thời lưu ý rằng trong quá khứ, Triều Tiên từng hiểu sai tình hình ở Hàn Quốc do mức độ kiểm soát thông tin nghiêm ngặt. Cuối cùng họ đã phải điều chỉnh chiến lược của mình để hiểu rõ hơn về tình hình thực tế. KBS dự đoán, truyền thông Triều Tiên có khả năng sẽ chờ đợi kết quả bỏ phiếu của Quốc hội Hàn Quốc về thủ tục luận tội Tổng thống Jun rồi mới đưa ra phản ứng. Hiện tại, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân các lực lượng vũ trang Hàn Quốc, Kim Myung-soo, yêu cầu quân đội Hàn Quốc tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng để phía Triều Tiên không đưa ra những phán đoán sai lầm. Tại cuộc gặp gỡ với các chỉ huy quân đội Hàn Quốc, ông cũng đồng thời ra lệnh duy trì kỷ luật và cảnh giác đối với Triều Tiên. Trong diễn biến liên quan vào lúc 20 giờ ngày mùng 3 tháng 12, đơn vị đặc nhiệm 707 Hàn Quốc đã nhận được một chỉ thị khẩn. Tình hình liên quan tới Triều Tiên rất nghiêm trọng, vì vậy hãy chuẩn bị triển khai ngay bằng trực thăng. Cùng với yêu cầu chuẩn bị các băng chứa đạn thật để sẵn sàng chiến đấu, chỉ thị này còn lưu ý rằng đây là mệnh lệnh đặc biệt của Bộ trưởng Quốc phòng. Đáng lưu ý, đơn vị 707 là lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất Hàn Quốc, được giao nhiệm vụ bảo vệ quan chức cấp cao, ứng phó với các động thái của Triều Tiên và thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố. Chỉ thị tối ngày 3 tháng 12 được gửi tới đơn vị này như thể giao phó một nhiệm vụ ngăn chặn hành động của Triều Tiên. Nguồn tin cho biết vào lúc 22 giờ 30 phút tối ngày 3 tháng 12, thời điểm Tổng thống Jun tuyên bố thiết quân luật, điện thoại di động của các binh sĩ nhận lệnh triển khai đã bị tịch thu để ngăn chặn nguy cơ dò dỉ kế hoạch và ngăn không cho họ nắm được tình hình chính xác. 10 phút sau, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-un triệu tập một cuộc họp với tất cả các chỉ huy có mặt, ra lệnh đặt quân đội trong tình trạng báo động và sẵn sàng cao độ. 23 giờ ngày 3 tháng 12, Bộ Tư lệnh Thiết quân luật được thành lập tại hầm của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân với Tham mưu trưởng Lục quân Park An-su làm chỉ huy và Thiết quân luật số 1 được ban bố ngay lập tức, hạn chế các hoạt động chính trị và quyền tự do ngôn luận và xuất bản. Đơn vị đặc nhiệm 707 trên thực tế được điều động đến Jiudo, nhận lệnh giải tán phiên họp toàn thể của Quốc hội nhằm dỡ bỏ thiết quân luật và bắt giữ những nhân vật chủ chốt của các đảng. Tham gia cùng họ còn có lữ đoàn đặc nhiệm dù số 1 ở Gangsegu, Seoul. Trong khi đó, lữ đoàn dù số 3 ở Incheon, tỉnh Gyeonggi, được giao nhiệm vụ chặn Wachung, cửa ngõ vào Seoul. Trực thăng cùng xe bọc thép được huy động. Hành động quân sự chấp nhóm này diễn ra chỉ trong 30 phút. Cựu trợ lý của Tổng thống Jun cho biết, ngay sau khi nghe tuyên bố về thiết quân luật, ông đã gọi điện cho các đầu mối liên lạc trong văn phòng ông Jun và các nhánh khác của chính phủ Hàn Quốc, nhưng không ai trong số họ biết trước những gì sắp xảy ra. Ngay cả các nhà lãnh đạo cấp cao trong Đảng Quyền lực của Nhân dân PPP cầm quyền của Tổng thống Jun cũng chỉ biết về tuyên bố thiết quân luật thông qua các phương tiện truyền thông. Cựu tướng Hàn Quốc Kim Byung-ju tiết lộ, ông đã gọi cho các tướng lĩnh quân đội phụ trách khu vực gần biên giới với Triều Tiên để xem thực hư ra sao nhưng không ai biết chuyện gì. Các chỉ huy quân đoàn tiền tuyến đã phải theo dõi tình hình qua TV để hiểu xem tại sao việc này lại xảy ra. Họ cho biết không có hoạt động bất thường nào từ Triều Tiên. Thế trận an ninh ứng phó Triều Tiên vẫn ổn định. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Kim Young-su nêu ra trong một thông điệp. Tạp chí Newsweek của Mỹ dẫn lời các chuyên gia nhận định rằng với những gì đang diễn ra, Triều Tiên trước mắt sẽ giành được chiến thắng tuyên truyền bằng cách sử dụng tình hình hỗn loạn ở Hàn Quốc như một minh chứng cho các thông điệp của mình. Tuy nhiên tờ này cho rằng Bình Nhưỡng đang bận tâm với những mối quan tâm riêng như việc điều quân hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine và không ở một vị thế tốt để phản ứng tức thì với tình hình Hàn Quốc. Nga cho rằng Triều Tiên có lý do để cảnh giác với Hàn Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng mối lo ngại của Triều Tiên về an ninh là điều dễ hiểu khi xét đến tình hình bất ổn chính trị ở Hàn Quốc. Theo tôi, nhiều người đã hiểu tại sao Triều Tiên lại lo ngại về an ninh của mình đến vậy, bà Zakharova cho biết. Đó là vì họ thấy rằng chỉ trong vòng vài giờ, Hàn Quốc có thể biến đổi từ một nền dân chủ được công nhận thành hỗn loạn hoàn toàn với xe tăng trên đường phố, một cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội. Cuộc đối đầu của người dân và một số chiến thuật thô bạo. Nữ phát ngôn viên tuyên bố: Theo nhà ngoại giao Nga, với một người hàng xóm khó lường như vậy, việc Triều Tiên đặc biệt chú trọng vào an ninh là hoàn toàn có lý. Trong bài phát biểu bất ngờ trên truyền hình, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk so Yeol đã áp đặt thiết quân luật khẩn cấp, tuyên bố phe đối lập mà ông cáo buộc là có thiện cảm với Triều Tiên đã chuẩn bị cho một cuộc nổi loạn. Trong vòng vài giờ, 190 thành viên Quốc hội Hàn Quốc, những người đã tiếp cận được tòa nhà Quốc hội bất chấp lệnh phong tỏa của quân đội, đã bỏ phiếu nhất trí bãi bỏ sắc lệnh. Ngay sau đó, Tổng thống Yun đã đảo ngược quyết định của mình. Truyền thông Hàn Quốc ngày 4 tháng 12 dẫn lời lãnh đạo của Đảng Dân Chủ đối lập Lee Jae-myung cảnh báo rằng Tổng thống Yun đã thất bại một lần và ông sẽ cố gắng một lần nữa trong việc ban bố thiết quân luật. Chính trị gia cánh tả này cáo buộc rằng có nguy cơ đáng kể là Tổng thống Yun sẽ khiêu khích Triều Tiên và phá vỡ ranh giới ngừng bắn, dẫn đến xung đột vũ trang. Ông Lee tiếp tục ám chỉ rằng Tổng thống sẽ không ngần ngại hy sinh mạng sống của người dân để tiếp tục nắm quyền. 191 nghị sĩ đại diện cho Đảng Dân Chủ cùng 5 đảng nhỏ hơn đã đệ trình một kiến nghị để luận tội Tổng thống, dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 6 hoặc ngày 7 tháng 12. Tất cả các thành viên của Hội đồng Nhà nước cũng như một số quan chức chính phủ cấp cao khác đã nộp đơn từ chức trong ngày 4 tháng 12. Cuộc khủng hoảng chính trị ở Hàn Quốc xảy ra sau vụ bế tắc ở Quốc hội về ngân sách cho năm tới. Phe đối lập đã ngăn chặn dự luật của Tổng thống Jun và đưa ra dự luật của riêng mình, nhấn mạnh vào nhu cầu tăng chi tiêu công để phục hồi sinh kế của người dân và nền kinh tế. Tổng thống Jun, người cáo buộc những đối thủ chính trị của mình làm tê liệt chính phủ bằng các hoạt động chống phá nhà nước, cũng đã phản đối các lời kêu gọi điều tra một vụ bê bối liên quan đến phu nhân của ông và các quan chức cấp cao. Vào ngày 4 tháng 12, nhà lãnh đạo Dân chủ đối lập ở Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung cho rằng Tổng thống Jun suk so yeol có nguy cơ cao kích động Triều Tiên dẫn đến xung đột quân sự và có khả năng lớn sẽ tái áp đặt thiết quân luật. Ông Lee Jae-myung đưa ra nhận định trên khi hàng trăm nghị sĩ đối lập và thành viên của Đảng dân chủ tập trung trước trụ sở Quốc hội để kêu gọi Tổng thống Yoon Suk-yeol so từ chức và bị luận tội. Ông Lee Jae-myung cho rằng chính phủ sẽ lại thử áp đặt thiết quân luật một lần nữa sau khi đã khắc phục những thiếu sót từ lần thất bại trước đó và vào thời điểm họ nhận ra rằng thiết quân luật áp đặt bằng sức mạnh quân sự là không hiệu quả, chính phủ sẽ chuyển sang khơi mào một cuộc xung đột cục bộ. Vì thế, ông Myung cảnh báo nguy cơ khiêu kích Triều Tiên và cuối cùng sẽ dẫn đến xung đột quân sự là cực kỳ cao. Mặc dù Triều Tiên chưa lên tiếng chính thức về tình hình ở Hàn Quốc, nhưng giới quan sát cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang theo dõi những diễn biến ở quốc gia láng giềng, nơi có gần 30.000 quân Mỹ đồn trú và được xem là một thành trì quan trọng của Washington trong khu vực. Triều Tiên thường lựa chọn những thời điểm chính trị thuận lợi để tiến hành các vụ thử vũ khí lớn. Bình Nhưỡng từng bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng trước đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất xin chào và hẹn gặp lại